been busy lately? Your kids home? Or? Yeah, they're home. Yeah, they're home. Busy in sports. Basketball practice and football practice. Thank you.
Thank you.
Chết bạn. That okay? Yeah. Thì mà ăn đục dễ con to ta nó không quen.
cũng chưa thấy đúng chính nhà nó vậy. Trời ơi, nhưng mà đâu đi hết trơn rồi.